Tình Y được khen âm sắc khác biệt, có 102 khi hát OST Phong Bạo Vũ. NetEase Cloud Music mới đây vừa phát Weibo. Ngược dòng của bộ phim truyền hình, Phong Bạo Vũ được hát nồng nhiệt. Quá hạnh phúc, giọng hát của Cúc Tịnh Y mang một bầu không khí nữ tính và cách kể chuyện thú vị, thể hiện tâm hồn kiên cường và không sợ hãi của cô. Ngược dòng nghĩa là không ngại thời gian, sống trong nắng, luôn luôn có nhau. Cư dân mạng đã khen ngợi bài hát của Cúc Tịnh Y. Hãy đến để nghe ca khúc Ngược dòng của Cúc Tịnh Y lần đầu tiên và ca khúc được hát trong các tập phim truyền hình Phong Bạo Vũ. Vượt qua hồ nước mắt, rồi ánh sáng sẽ chảy ngược lại. Âm sắc của Cúc Tịnh Y rất đặc biệt, cô ấy hoàn toàn là duy nhất. Bài hát này phù hợp với những điệu nhảy năng động, thật lôi cuốn, rất hay. Tôi đã mở bài hát này suốt ngày. Phim Phong Bạo Vũ thuộc thể loại hình sự viễn tưởng do đạo diễn quen thuộc Lưu Tân đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất. Ngoài Nhậm Đạt Hoa, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên tương đối chất lượng với một số cái tên như Trần Vĩ Đình, Cổ Lực Na Chát, Quách Gia Hào, Tống Nghiên Phi. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Lý Tuấn Kiệt, một chàng trai dũng cảm, tài giỏi. Anh sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, nhưng làm việc tại một công ty vệ sĩ nổi tiếng ở Singapore. Tại đây, Tuấn Kiệt gặp lại người bạn thơ ấu, Trình Tư Vũ và quen biết với cô gái thông minh, xinh đẹp, Chu Tử Huyên. Cả ba cùng dưới sự quản lý của công ty và đã nhiều lần sát cánh bên nhau. Không lâu sau, Tuấn Kiệt và Tử Huyên đem lòng yêu nhau, vì thế mà Tư Vũ chấp nhận rút lui, dù yêu thầm Tử Huyên nhiều năm qua. Trần Vĩ Đình trong vai Lý Tuấn Kiệt, anh là diễn viên người Hồng Kông được biết đến với các vai phụ nổi bật trong các bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàn, Hoạt Sắc Sinh Hương, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ. Với những vai chính gần đây trong Lão Cửu Môn, Túy Linh Lung, Cây Lớn Ở Phương Nam, Niên Đại Cam Hồng, Trần Vĩ Đình đang ngày càng chứng tỏ được thực lực diễn xuất của bản thân khi mạnh dạn thay đổi hình tượng và cho thấy những nỗ lực thoát khỏi danh xưng tiểu sinh. Với Phong Bạo Vũ lần này, nam diễn viên tiết lộ anh sẽ đích thân thực hiện nhiều cảnh quay hành động. Cổ Lực Na Chát là diễn viên, người mẫu thế hệ 9X được nhiều người biết đến với biệt danh Mỹ Nhân Tân Cương. Cô từng góp mặt trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hiên Viên Kiếm, Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh, Võ Thần Triệu Tử Long, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hổ, Trạch Thiên Ký, Trả Lại Thế Giới Cho Em. Lần xuất hiện này trong phim mới, cô được người hâm mộ kỳ vọng sẽ lột xác, xóa bỏ danh xưng Bình Hoa Di Động. Chưa bàn đến kinh nghiệm diễn xuất được đánh giá khá cao của hai người, thì với tạo hình của nam nữ chính mà nhà sản xuất bộ phim vừa tung ra gần đây đã làm tăng thêm rất nhiều kỳ vọng của khán giả vào Phong Bạo Vũ.